các con. Cô tên là Nguyễn Thị Mỹ Nương, hiện cô đang công tác tại trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Bà Rịa. Các con ơi, cả đất nước Việt Nam của chúng ta đang cùng chung tay chống lại dịch Covid-19 đấy. Các con và cô, mình hãy cùng chung tay góp sức để đẩy lùi dịch bệnh này. Bây giờ cô sẽ mời các con nè cùng xem những bức tranh mà cô đã vẽ trong thời gian cô nghỉ dịch ở nhà nhé. Con vừa đã xem những bức tranh cô vẽ rồi nè. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con vẽ một bức tranh cổ động để tuyên truyền đến mọi người về đại dịch Covid-19 nhé. Để vẽ được bức tranh này, cô chuẩn bị những đồ dùng như sau: giấy nè, bút chì, gôm, bút lông và màu sáp. Và cuối cùng là một cái nắp có dạng hình tròn. Để các con nhìn rõ hơn thì hôm nay cô sẽ vẽ bằng bút lau. Đầu tiên, cô dùng chiếc nắp hộp có dạng hình tròn để vẽ trái đất. Tay trái cô giữ thật chặt vào nắp hộp, tay phải cầm bút khoanh tròn tạo thành hình tròn. Để các con nhìn rõ hơn, cô cầm cây bút xích lên một chút. Bây giờ chúng mình hãy vẽ một chiếc khẩu trang nào. Các con sử dụng nét cong trên và nét cong dưới, thêm hai nét cong ở hai bên nữa. Trên chiếc khẩu trang còn rất nhiều những nếp gấp phải không nào? Cô vẽ những nếp ngang để tạo thành nếp gấp. Tiếp theo, cô vẽ hai nếp cong phía trên để tạo thành đôi mắt cho trái đất. Để đôi mắt thêm sinh động hơn, cô vẽ hai nếp cong phía bên trong để làm lồng đen. Sau đó, cô dùng bút lông và tô lồng đen cho đôi mắt. Cô dùng hai nét cong để vẽ chân mày. Tiếp theo, cô vẽ những nét cong để làm phần đất liền. Vẽ một đường cong xung quanh trái đất để tạo thành vành đai yêu thương nào. Trên vành đai, cô vẽ nhiều trái tim để thể hiện cho người thân, bác sĩ, y tá, các chú công an, các chú bộ đội đang ngày đêm bảo vệ chúng mình đấy. Sử dụng những hình tròn để tạo thành các con virus đáng sợ nhé. Và chúng có rất là nhiều những chiếc gai nữa. Cô đã hoàn thành xong bức tranh rồi nè. Bây giờ cô dùng màu xanh lá cây để tô phần đất liền. Khi tô, các con nhớ nè, mình phải tô cẩn thận và tô đều màu nhé. Tiếp theo, cô chọn màu xanh da trời để tô viền cho khẩu trang và tô viền những nếp gấp nữa. Tiếp tục màu xanh da trời, cô tô phần còn lại cho trái đất, đó là phần đại dương. Tiếp theo, cô chọn thật nhiều màu để tô những trái tim. Cuối cùng, hãy tô màu cho những con virus để hoàn thành bức tranh nhé. Với bức tranh này, các con có thể tuyên truyền đến mọi người rằng hãy luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Cô vừa hướng dẫn cho các con vẽ bức tranh để tuyên truyền đến mọi người về dịch bệnh Covid-19 rồi nè. Các con ở nhà, mình hãy vẽ bức tranh và tô màu cho thật là nét. Sau đó mình sẽ quay với ông bà và ba mẹ của mình nha. Các con nhớ nè, khi vẽ xong mình phải rửa tay thật sạch bằng xà phòng để bảo đảm sức khỏe cho mình. Ở nhà các con nhớ nè, mình phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và thường xuyên tập thể dục để cơ thể mình khỏe mạnh, chống lại dịch bệnh Covid-19 nha. Bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại các con.